Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự minh bạch. Nó có nghĩa là gì là minh bạch? Nếu có người là minh bạch, nó có nghĩa là người đó không thể hoặc không giấu bất cứ điều gì che giấu. Điều có nghĩa là những người quan sát muốn biết điều này, ai đó là gì. Những người quan sát có thể tự do quan sát. Một người là người trong suốt, không có bí mật và không nói dối. Minh bạch là gì và tại sao nó quan trọng? Tính minh bạch tạo dựng niềm tin và khiến nhân viên cảm thấy rằng họ đang làm việc cho một công ty có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Khi tính minh bạch được thêm vào văn hóa doanh nghiệp, nhân viên sẽ gắn liền và cam kết hơn với tầm nhìn của công ty. Minh bạch là một điều tốt phải không? Làm mở tất nhiên là một điều tốt. Nhưng nếu ai đó là minh bạch, nó bao gồm hàm ý như thất bại của đối tượng che giấu hoặc hoạt động nội bộ của họ. Họ không được tích cực, thành thật mà nói, chúng ta chỉ kém kẻ nói dối. Làm thế nào để bạn thể hiện sự minh bạch? Minh bạch một giao tiếp cởi mở, trung thực và trực tiếp với đồng nghiệp, với các công sự kinh doanh. Thứ nhất, bắt đầu bằng cách minh bạch với các nhóm dự án của bạn. Thứ hai, giải thích quyết định của bạn. Thứ ba, phát triển một quy định làm việc minh bạch. Thứ bốn, tìm như tâm vị trí. Thứ năm, hãy sẵn sàng. Thứ sáu, biết khi nào nên giữ thông tin cho chính mình. Mục đích của sự minh bạch là gì? Sự minh bạch thúc đẩy niềm tin, và niềm tin rất quan trọng đối với sức khỏe của mọi người. Mối quan hệ dưới ánh sáng mặt trời. Xây dựng hạnh phúc và gắn liền thông qua tính minh bạch có nghĩa là cập nhật toàn bộ công ty thường xuyên về các chiến lược và sự kiện hiện tại. Làm thế nào tôi có thể sống một cuộc sống minh bạch? Tôi đã tìm thấy 4 điều này là cực kỳ quan trọng trong việc sống một cuộc sống đích thực và minh bạch. Thứ nhất, xác định giá trị cốt lõi và niềm tin của bạn. Về cơ bản, hãy tìm ra bạn là người như thế nào. Thứ hai, hãy kiên định. Sau khi bạn tìm ra tất cả những điều này, bạn cần phải bám vào chúng. Thứ ba, thực hiện theo các lời hứa. Thứ bốn, chia sẻ tiêu cực. Làm thế nào để minh bạch xây dựng niềm tin? Xây dựng niềm tin thông qua tính minh bạch là chìa khóa cho một tổ chức thành công. Bạn có thể thấy sự khác biệt ngay lập tức khi bạn đến với nhau như một đội. Công việc trôi chảy dễ dàng hơn. Các kênh liên lạc mở ra sai lầm càng ngày càng ít đi. Khi làm như vậy, bạn có được các kỹ năng lãnh đạo tạo nên một tổ chức hoạt động tốt. Sự minh bạch có nghĩa là gì trong mối quan hệ? Minh bạch về mặt cảm xúc là một cách thực trung thực về bạn. Nó chỉ có nghĩa là chia sẻ những gì xuất hiện trong bạn và ngăn chặn sự gần gũi trong mối quan hệ. Đó có thể là nỗi sợ hãi, giận dữ, buồn bã, oán giận. Đó là bởi vì sự trung thực thúc đẩy sự gần gũi, không phải là nói đối với tác của bạn những gì bạn nghĩ về họ. Làm thế nào để bạn giao tiếp minh bạch? Thứ nhất, thuê tốt. Fast Company gợi ý rằng xây dựng một môi trường minh bạch bắt đầu bằng việc tuyển dụng. Thứ hai, xóa bỏ sự mơ hồ, loại bỏ khả năng gây nhầm lẫn khỏi tất cả các giao tiếp tại nơi làm việc, bao gồm các nguyên tắc, vai trò, trách nhiệm và quy trình của công ty. Thứ ba, ưu tiên bao gồm. Thứ bốn, tập trung vào quyền sở hữu. Thứ năm, dẫn bằng ví dụ. Các đặc điểm của tính minh bạch là gì? Tính minh bạch được sử dụng trong khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, văn nhân hoa văn và trong các mối quan xã hội khác. Đang hoạt động theo cách dễ dàng cho người khác thấy những hành động được thực hiện. Minh bạch ngụ ý cởi mở, giao tiếp và trách nhiệm. Minh bạch là một giá trị cốt lõi phải không? Tính minh bạch là một giá trị rõ ràng trong bối cảnh đó. Chọn minh bạch làm giá trị cốt lõi chỉ đơn giản là nhận ra rằng sự trung thực và cởi mở về mọi thứ, càng nhiều càng tốt, là một cách tốt để đưa ra quyết định. Minh bạch là một kỹ năng phải không? Nhưng minh bạch là một kỹ năng bạn tự phát triển từ bên trong. Minh bạch là khả năng nhìn thấy và quản lý mối quan hệ giữa bạn,
tổ chức bạn phục vụ và những người trong đó. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.